Đảnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa ban năm đạo tràng. Như Quỳnh kính mời quý vị cùng giới Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước nhà, trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Tỳ Siêu giảng giải bài học kinh Tiểu Bộ ngày hôm nay, bài 30 và bài 31. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật lời nhân chẳng nhị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nệm hương về hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp chúng đi, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ cảm ơn, cảm ơn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Dạ trước khi chúng con thỉnh ngài giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin được phép đọc phần kinh ạ. Kinh Tiểu Bộ Khuttaka Nikaya Itivuttaka chương 2, hai pháp phẩm 1, bài 30. La Mã: điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp này làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây này các tỳ kheo, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở người sợ hãi, làm điều ác, ngoan cố trong việc làm điều không thiện. Người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩa ta đã làm điều ác. Này các tỳ kheo, hai pháp này làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Làm xong thân ác hạnh, hay nói các lời ác, làm xong ý ác hạnh hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp lành, làm các điều bất thiện, khi thân hại mạng chung, người có ác trí tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 31 La Mã: điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp không làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây này các tỳ kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cố trong việc làm điều thiện, người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta đã làm điều lành, không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta không làm điều ác. Này các tỳ kheo, hai pháp này không làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, hay nói các lời ác, từ bỏ ý ác hành, hay bất cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các ác nghiệp, làm nhiều điều thiện sự, khi thân hoại mạng chung, người có thiện trí tuệ được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến
Và tôi đã được nghe. Và bản kinh kinh đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng thông gom thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Từ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Được bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Ở trong bài học trong cái bài đầu chúng ta bị thiếu một đoạn, và do thiếu một câu cho nên nó trở thành một pháp chứ không còn là hai pháp. Khi một người không làm điều lành mà trái lại họ làm điều ác thì người đó bị day dứt, bởi hai cái ý nghĩa thứ nhất, ta không làm điều lành cái ý nghĩa day dứt thứ hai là ta đã làm điều ác. Hai cái câu đó mới trở thành hai cái chi pháp. Cái tăng mê pa pan ti, cái tăng mê ca la gia nan ti. Cho nên ở trong bài đọc khi nãy là chúng ta thiếu một đoạn, thiếu câu đó. Cô Nhật Quỳnh có thấy chưa? Bài đầu tiên cho nên chúng ta phải thêm vào trong đó chứ để thôi người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ ta không làm điều lành. Nung nấu bởi ý nghĩ ta đã làm điều ác. Hai cái đó. Bây giờ thưa quý vị, chắc có lẽ là chúng ta phải chỉnh lại cái đoạn, hai đoạn kinh này theo cái văn phong Bali một chút. Ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh này chúng ta phải nhận xét hai cái vế,
hai vế. Khi mà Đức Phật nói rằng đê mê phích hữu vê tham ma tâm bà nê già, để các tỳ kheo có hai điều rẻ rứt. Chữ tham ma ở đây, nếu mà chúng ta nói hai pháp thì nó khó cho chúng ta dịch lắm. Cho nên gọi là hai điều. Đuê tức là hai, ý mê, đuê y mê gọi là đuê mê tham ma. Đúng ra là đuê y mê tham ma là hai điều. Tapaniya, tức là cái sự đúng nóng cái sự bực bội, hay là cái sự day dứt mà chúng ta thường gọi là cắn rứt lương tâm, bị cắn rứt lương tâm. Cái chữ đó có nghĩa là sự cắn rứt lương tâm. Rồi ở trong này Đức Phật ấy nói rằng bây giờ chúng ta phải tách ra thứ nhất ở đây này các tỳ kheo, có người ê cá chô là có người a cách ca là gian nô là không làm điều tốt, a cách tắc bút sơ lô tức là không làm được thiện, Akata Firutano tức là không làm chỗ ở náo an toàn. Cái này ở trong cái bản kinh đó thì dịch là không làm chỗ nương cho người sợ hãi, không che chở cho người sợ hãi. Cái câu này hơi khó hiểu thưa quý vị. Chúng ta hãy xem cái chú giải chỗ này ra. Cái chữ Firuta năng đó chữ Firuta năng ở đây chữ Tana tức là cái chỗ ẩn trốn, hay là cái chỗ núp ẩn núp. Còn cái chữ Firu ở đây tức là cái nỗi sợ hãi, cái sự kinh hoàng. Chúng ta lấy một cái ví dụ. Vào cái lúc trời mưa, sấm sét nổi lên ở trên bầu trời,
Nếu mình đi ở ngoài trống á, hoặc là đứng dưới cội cây cao, thì nó sẽ hút. Khi mà sét đánh, điện nó sẽ hút vào trong cái cây cao đó. Còn khi chúng ta ở ngoài trống á, thì cái thân của mình là cái chỗ cao, cao hơn mặt đất. Do đó khi mà sét, sấm sét xảy ra thì người có thể dễ dàng bị sét đánh. Cho nên trời mưa thì cái nạn mà bị sét đánh là một nỗi kinh hoàng, một nỗi lo sợ. Do đó trời mưa mình phải đi tìm một cái hang động, hay là đi vào cái ngôi nhà lá chẳng hạn, đi vào chỗ đó để mà mình trống, để mà mình tránh được, mình trốn tránh được cái nỗi sợ hãi đó. Thì ở trong cái sự luân hồi này đó, mỗi một con người chúng ta có hai cái nỗi sợ hãi. Dukkha, phiru. Dukkha phiru tức là nỗi sợ hãi vì khổ. Khổ ăn, khổ mặc, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Thứ hai nữa là samsara phiru, tức là cái nỗi kinh sợ luân hồi, nỗi kinh sợ luân hồi. Một người mà sống ở trong cuộc đời này mà họ bị vô minh chi phối đó, khổ thì biết khổ, sợ khổ, phải luân hồi tái sanh ở cảnh giới khổ đau thì họ cũng sợ, nhưng mà họ không biết đường tránh, họ biết làm cái gì để mà ẩn núp, để mà tránh cái nỗi sợ hãi đó. Thì ở đây ý Đức Phật nói rằng là con người trong đời này họ không biết làm điều lành, không biết làm điều thiện, không biết làm cái chỗ nương tựa hay là cái chỗ ẩn núp an toàn. Chỗ này chúng tôi dịch trái ngược lại cái là chỗ núp an toàn, tức là cái chỗ để mà mình tránh được cái nỗi kinh hoàng, nỗi sợ hãi. Trong cái thời chiến, nhà nào họ cũng làm một cái hầm trú, gọi là cái cản trê. Khi mà bị đạn hay bị cái trái mộc chê mà nó bắn đó, nó bắn nó lạc, nó rơi vào nhà, nếu mà mình có cái chỗ trú ẩn an toàn thì mình sẽ tránh được cái nỗi kinh hoàng được. Còn khi mà mình không làm, nhà nào mà không làm thì rất là nguy hiểm. Hoặc là người đi ra trận đó, họ có theo cái áo giáp. Cái áo giáp đó là để khi có áo giáp rồi thì mình dạn dĩ, mình không có lo sợ nữa, tức là tránh được tên đạn. Còn khi một người mà họ đi ra mà họ không có cái gì để mà che chắn, để mà che chở, thì như vậy cái nỗi khiếp đảm kinh hoàng đó nó thường xảy ra cho người ấy.
Cho nên ý nghĩa này chúng ta phải nhớ. Cái điều thứ nhất, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm chỗ trú ẩn an toàn, thì đối với người đó họ có một cái điều day dứt khi mà họ gặp tai họa đó, hoặc là khi họ sắp chết họ day dứt, họ nghĩ rằng ta không làm điều lành. Thứ nhất. Cái điều thứ hai đó, là người kia làm các cái điều ác. Người kia làm điều ác, Katapa, Katapapu là làm điều ác. Kataluddo, Kataluddo ở đây tức là làm cái điều tàn bạo. Cái chữ lút đô, chữ lút đá hay lút đá có nghĩa là thợ săn. Cái danh từ nam tánh có nghĩa là thợ săn, người làm cái điều tàn bạo. Katapa Papu là làm cái điều ác, nhưng mà lút đăng làm cái điều tàn bạo. Tức là khô sát, sát phao, quá tài vậy. Katapiso, katapiso ở đây đó. Katapiso trong chú giải thích là Klesihi Dungusita Favena Kibisanti. Như vậy chữ Kibisan tức là cái điều xấu xa, tức là làm những cái điều xấu xa do phiền não. Thì như vậy ba từ Papo, Ludo, Piso, một cái là ác, một cái là dữ, hung dữ, ác xấu hung dữ, và cái chữ Kibiso là thâm độc. Chúng ta xài cái nghĩa đó, ác xấu hung dữ thâm độc. Thì khi một người mà họ làm ba cái điều ác xấu hung dữ thâm độc như vậy đó, thì người này trong giờ phút lâm chung họ có một cái nỗi ám ảnh day dứt. Cái nỗi ám ảnh thứ hai đó là ta đã làm điều ác. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta bị day dứt lương tâm, không phải chỉ bị day dứt trong trường hợp mà mình làm cái điều xấu, điều ác không, mà ngay khi cả mình bỏ qua cái điều thiện không làm cũng là bị ra rứt. Thí dụ như
Mình gặp một người ăn xin nghèo khổ mà mình không có giúp đỡ, không có bố thí, hoặc là gặp một người bị tai nạn khó khăn dọc đường mà mình không dừng lại để mình giúp đỡ cho họ thoát cái sự hiểm nghèo đó, thì chính vì không làm điều thiện đó, mình cũng có cái sự rai rứt nữa. Cho nên cái sự nung nấu lương tâm, sự nung nấu lương tâm hay sự rai rứt lương tâm, nó xảy ra tới hai sự kiện. Một là không làm điều lành, không làm điều thiện. Hai, tức là mà tạo những cái việc ác, việc xấu, việc thâm độc. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa này thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa của cái bài học thứ hai. Cũng vậy, một người mà sống an nhiên, không có cái sự rai rứt, ăn năn, là người này vì làm được hai việc. Cái việc thứ nhất là người này làm cái điều lành, điều thiện, tạo cho mình cái chỗ ẩn nấp an toàn, không sợ hãi. Khi một người làm lành, làm thiện thì họ sẽ khởi lên cái suy nghĩ, ta đã làm điều lành, nghĩ vậy cho nên người đó sẽ được an lạc. Thứ hai nữa là một người không làm điều ác, không làm điều xấu, không làm điều độc hại, thâm độc, thì người đó sẽ không bị nung nấu bởi cái tư tưởng là ta làm gì đó, nó không bị nung nấu. Hoặc là vì nghĩ rằng ta không làm điều ác cho nên nó không có sợ, nó không có sự nung nấu, không có rai rứt. Ở đây thưa quý vị, nói đến cái điều này thì chúng ta đọc lại cái bài kinh Palapaneta Sutta, kinh Hiền Ngu, nói về bậc hiền trí và người ngu muội. Người ngu muội này có thì kheo, khi họ hành động thì hành động với thân ác, thân ác hạnh. Khi họ nói, họ nói với lời khẩu ác hạnh. Họ suy nghĩ với ý ác hạnh. Cái đó là đặc tướng, đặc tánh, đặc ấn của cái người ngu muội. Sau khi làm cái điều ác, làm thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh rồi đó, người đó bị năm cái nỗi ám ảnh, ở bị ba cái nỗi ám ảnh ngay trong hiện tại.
Một là khi họ đi đứng nằm ngồi ở chỗ nào cũng bị mặc cảm cái tội lỗi, cho nên cái tâm bất an. Thứ hai là khi đi đến một cái hội chúng, thấy người, thấy thiên hạ họ nhìn, hoặc là thấy thiên hạ họ nói chuyện với nhau mà họ có sự mỉm cười, họ nhìn mình, hoặc là họ nói chuyện với các người khác rồi họ mỉm cười, tự nhiên cái người làm ác này họ rụt rè lo ngại, họ nghĩ rằng chắc có lẽ người đó đang nói xấu người ta. Đó là nỗi ám ảnh thứ hai. Cái nỗi ám ảnh thứ ba của cái người làm ác là khi mà giờ phút lâm chung thì cái hành động gọi là nghiệp hay là nghiệp tướng Kamanipata hoặc là thú tướng là cái điềm tái sanh đó, nó khởi lên, người đó bị ám ảnh. Chẳng hạn như cái người đồ tể bình sinh họ hay giết những cái con vật như là con heo, con trâu, con bò để làm thịt mà bán độ nhật. Giờ phút lâm chung, một là họ bị ám ảnh, họ hãy nhắm mắt lại là họ thấy họ đang giết với cái thân lấm đầy máu me, họ hốt hoảng sợ hãi. Còn thấy cái nghiệp tướng là họ thấy những cái con vật bị giết đó, nó bị họng hoặc là nó bị mổ bụng chẳng hạn, hoặc là họ thấy cái con dao dính máu đỏ lòm hiện ra trước mặt, gọi là điềm nghiệp, gọi là nghiệp tướng, gọi là nghiệp tướng. Trong giờ phút lâm chung, một người mà làm ác đó, thì họ bị ám ảnh, họ thấy họ bị lạc vô rừng sâu âm u tối tăm, hoặc là họ bị lạc đến cái chỗ mà nhơ nhớp dơ bẩn hôi hám, hoặc là họ thấy lửa đang cháy rần rật, thì cái đó gọi là thú tướng gọi tới niệm mất tán, tức là cái hiện tượng tái sanh, cái điềm tái sanh, tái sanh ở cảnh giới địa ngục vân vân. Thì như vậy cái người làm ác á, là luôn luôn họ có cái nỗi ám ảnh, và cái nỗi ám ảnh đó Đức Phật ngài nói ở đây là tapaniya, tức là cái sự nung nấu hay là cái sự căng trước lương tâm. Cho nên chi chúng ta hàng ngày chúng ta phải từ bỏ những cái việc ác, và chúng ta phải làm các cái việc lành để chúng ta không bị ám ảnh, không bị nung nấu bởi cái, những cái hiện tượng đó. Rồi Đức Phật ngài thuyết tiếp ở trong cái bài kinh Palapanita: này các tỳ kheo, người hiền trí, nó có ba, nó có đặc tính, đặc tướng, đặc ấn.
là hãy nói, thì nói bằng cái lời tốt đẹp gọi là khẩu thiện hạnh. Họ làm thì làm cái hành động tốt đẹp gọi là thân thiện hạnh. Và họ suy nghĩ với cái tư duy tốt đẹp như là vô tham, vô sân và bất hại. Thì như vậy được gọi là ý thiện hạnh. Mà khi một người làm cái việc lành đó, từ bỏ cái điều ác, họ không bị nung nấu. Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, bậc trí khi mà làm việc lành, nói lời lành, ý suy nghĩ lành, người đó ngay trong hiện tại, dù đi, dù đứng, dù nằm, dù ngồi, hoặc là cho dù nằm ở trên một cái giường bằng vạt và tre, hay là bạn cũng cảm thấy thoải mái, là bởi vì người đó không có bị đè nặng cái mặc cảm tội lỗi. Vì họ nghĩ rằng ta làm phước, ta làm điều thiện. Rồi lại nữa, người này có được cái sự dạng dĩ thứ hai đó, tức là khi đi đến giữa cái hội chúng, người này luôn luôn có cái tâm an lạc, an nhiên, là bởi vì nghĩ rằng mình chỉ làm cái điều lành, điều thiện, chứ mình không có lẫn điều ác đâu. Cho nên người ta đang nhìn mình, chắc có lẽ là người ta đang ngưỡng mộ mình. Người ta đang nói chuyện xù xì ở đằng kia, mình nghĩ rằng chắc họ đang tán thán mình. Mình suy nghĩ vậy, cho nên cái tâm của mình nó sẽ an nhiên tự tại. Đó là cái dạng gì? Không có bị ám ảnh. Và khi trong giờ phút làm chung đi, đối với người làm thiện thì họ cũng sẽ được thấy cái nghiệp tướng và thú tướng. Nhưng mà nghiệp tướng, thú tướng, ba cái cảnh cận tử này đối với người làm thiện thì nó khác. Người làm ác, khi nãy chúng tôi nói là họ thấy nghiệp, tức là thấy họ đang hành động sát sanh. Thấy nghiệp tướng là họ thấy con dao hay là thấy con thú đang nằm quằn quại. Thú tướng là họ thấy lửa cháy hay là một cái khu rừng ẩm u, một cái nơi hôi hám, họ sẽ sanh vào loài ngạ quỷ hay địa ngục, cái đó tùy theo tâm mà bị ám ảnh. Còn ngược lại, cái người làm thiện đó, thì người này lúc mà giờ phút lâm chung, họ thấy họ đang làm một cái điều tốt, như là đang quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, hay là đảnh lễ tăng chúng, hay là đang bố thí trai tăng, vân vân, cúng dường trai tăng. Họ thấy những cái cảnh đó, cái cảnh sinh hoạt đó, gọi là thấy nghiệp, cái điểm nghiệp. Còn cái nghiệp tướng thì giống như trường hợp cái bà tín nữ kia, trong cuộc đời của bà thì bà rất thích, cứ mỗi năm như vậy bà hay đi đến chùa này chùa khác để làm lễ cúng dường Y Cá Thí Ná đến chư tăng. Nhìn thấy chư tăng thay đổi y cũ để mặc y mới, vì tỳ kheo mà thọ y, cái bà hoan hỷ. Cái đó làm ấn tượng. Khi giờ phút làm chung, do cái nghiệp cũ ở quá khứ ám ảnh, cái bà thấy lửa bốc cháy vàng hực, thì ngay lúc đó, thưa quý vị, cái nào mạnh hơn thì nó chi phối. Tức là thấy cái màu vàng rực đó,
Bà chợt nhớ lại cái màu y tà sa cá thi ná mà bà cúng dường trong lúc bình sinh, trong suốt mấy mươi năm quy y tam bảo bà ấy cúng dường. Cho nên bà chuyển tâm bà quan hỷ với cái việc thiện mà đã làm cho bà chết sanh được bầu trời. Ở trong chú giải thống, nếu như mà không có cái thường cận y duyên mà thấy cái màu y tà sa mà tâm quan hỷ đó, bà thấy lửa địa ngục như vậy là thấy cái hiện tượng sanh xuống địa ngục rất là khổ sở. Cho nên ở đây khi mà chúng ta làm cái điều thiện, làm nó thành thói quen, nó cũng hay lắm thưa quý vị. Trong cái giờ phút lâm chung mình dễ dàng suy nghĩ, dễ dàng suy nghĩ. Rồi thấy cái thú tướng, tức là thấy cái hiện tượng tái sanh. Như ông Thiện Nam Tham Bát Nan Đi Giá, Tham Mi Cát, Tham Mi Cát, ông Thiện Nam Tham Mi Cát, hằng ngày ông ta làm phước cũng vừa đến các vị tỳ kheo, ông ta bỏ tiền ra để mà cứu tế chẩn bần vân vân, cúng dường tam bảo. Ông ta làm thiện rất là nhiều trong cái giờ phút còn cận tử đó. Thì lúc đó con cháu đi thỉnh các vị tỳ kheo đến để thuyết cho ông ta nghe những cái bài kinh quan trọng, như vậy là bài kinh Vô Ngã Tướng thì chẳng hạn. Thì ông ta đang chắp tay lại nghe vậy, cái tự nhiên ông ta mở mắt, ông ta nhìn ở trên trần nhà đó, các ông ta thấy các vị chư thiên đem thiên xa là xe trời đến và lên tiếng mời ông lên xe để đi về cái cõi chư thiên với họ. Thì lúc đó ông Thiện Nam đó, ông thấy và ông nghe như vậy đó. Mà chỉ có một mình ông thấy ông nghe thôi, ông ta mới nói rằng khoan đã, chờ chút. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo nghe nói như thế, nghĩ rằng chắc Thiện Nam đều ông không muốn nghe kinh nữa, cho nên các ngài dừng ngang nửa chừng rồi bỏ đi về. Con cháu thì nghĩ rằng là ông bị mê sản, cho nên khi mà chưa tăng về rồi họ bu lại, họ khóc lóc. Cái ông mới mở mắt ra, ông hỏi chư tỳ kheo đi đâu hết rồi. Đó, hồi nãy các ngài đang tụng kinh cho cha nghe, tụng pháp cho cha nghe, mà cha nói ngừng lại rồi các vị tỳ kheo về hết. Ông ta nói đâu có, tại vì khi đó đó cha đang nghe pháp mà cha thấy các vị chư thiên, các vị trời đem thiên xa đến mời cha đi. Cha nói chờ chút để nghe hết cái bài kinh này đã, nhưng mà nói chờ chút vậy đó. Rồi ông ta nói như vậy xong, ông ta mới an ủi các con cháu và dặn con cháu nhớ là phải bố thí trì giới tu thiền vân vân. Sau khi dặn dò con cháu theo thiện pháp xong rồi, ông ta mệnh chung sanh về cõi trời. Khi mà giờ phút lâm chung mà giữ được cái tâm bình tĩnh như vậy đó, giữ cái tâm an nhiên như vậy, cái này là do cái hành động thiện đem lại, vì không có bị nung nấu bởi cái điều ác, không có bị nung nấu bởi đã bỏ qua cái điều thiện. Quý vị nhớ ai đó. Như vậy thì chúng ta có bốn cái trường hợp: người bỏ qua cái điều thiện, làm các việc ác thì họ bị hai cái điều nung nấu, rai rứt lương tâm, là nghĩ rằng ta đã không làm thiện
ta đã làm điều ác. Họ bị hai cái đó. Còn một người mà họ bỏ được điều ác và họ chí thú làm cái điều lành, thì lúc bây giờ cái tâm của họ được an lạc, họ không bị nung nấu, bởi vì họ nghĩ rằng ta làm được điều thiện. Họ nghĩ rằng ta đã không làm điều ác. Nó chỉ thay đổi một chút thôi thưa quý vị. Nhưng mà hai cái sự kiện nó lại khác nhau. Có những người đó, họ đi gặp các sư, thì ngồi mà nói chuyện trên đường, thì họ nói rằng chúng con không có làm, miễn làm sao ở nhà, không có đi chùa, không làm phước gì cả, nhưng miễn làm sao ở trong xóm làng mình không có làm điều gì ác thôi. Họ nghĩ rằng không làm ác là đủ rồi. Nhưng sự thật thứ gì, không làm điều ác chưa phải là đủ. Bởi vì họ không làm điều ác là họ không bị đốt nóng, không bị nung nấu bởi cái ý nghĩ ta làm điều ác, ta làm ác. Họ tránh được cái nung nấu đó. Nhưng mà vì rằng họ nhỏ đến lớn họ chưa từng biết làm thiện là cái gì, cho nên họ còn bị một cái mối ám ảnh đốt nóng lương tâm của họ là giờ phút lâm chung nghĩ lại thấy cuộc đời của mình chưa một lần nào bố thí, chưa một ngày nào giữ giới. Cái họ nghĩ rằng họ bị ám ảnh, bị đốt nóng, nghĩ rằng ta không làm điều thiện. Do đó cho nên chúng ta từ bỏ điều ác là một lẽ, nhưng mà chúng ta phải làm điều thiện. Ví như một người làm vườn, họ có cái khu vườn, họ nghĩ rằng ta sẽ dọn dẹp cho nó quang đãng bằng cách là đi cắt cỏ, không cho nó mọc lên. Thì khi mà ông ta cắt cỏ dại đó, dọn dẹp cho nó sạch sẽ quang đãng, chưa đủ. Tại sao chưa đủ? Là tại vì anh ta mới có dọn dẹp cỏ rác cho nó trống trải, nó sạch sẽ, nó quang đãng thôi, nhưng mà không có lợi ích gì nhiều cho anh ta, bởi vì anh ta không được thu hoạch những cái cây ăn trái, anh ta không có thu hoạch được những cái hoa trái, hoa màu ở trong cái sạch sẽ cỏ rác, thì cái đó đúng rồi. Nhưng mà mình phải biết mua hạt giống về mình trồng, trồng ở đây trồng cây ăn trái đó, tức là chúng ta làm điều thiện đó. Cỏ rác ở đây là ví như là ác pháp, mình bỏ cái ác pháp, mình không làm điều ác thì cũng giống như là mình làm cỏ, làm sạch cỏ vậy. Còn mình trồng cây ăn trái ở đây tức là giống như mình làm điều thiện vậy, để được cái quả báo lợi lạc. Có như vậy đó thì chúng ta mới có được cái sự an vui,
chúng ta mới có được cái sự an vui. Quý vị có một cái ngôi nhà khang trang, sạch sẽ, nhưng đồng thời ở trong nhà đó quý vị phải dự trữ lương thực, bếp núc ở trong phải có đầy đủ từ cái gia vị cho đến gạo thóc, cho đến trái cây ở trong nhà, cho đến thức ăn là phải có đủ trong nhà. Để chi? Để chúng ta sống ở trong nhà đó, gặp lúc mà mưa gió mình không có đi ra ngoài được, mình ở trong nhà mình cũng có cái ăn để no. Chứ không lẽ mình lo mình sửa sang một cái ngôi nhà cho nó khang trang, cho nó đẹp, nhưng mà đi vào trong bếp thì nó rỗng không. Nghĩa là trong cái tủ lạnh nó không có thức ăn, không có trái cây, trong cái hũ gạo thì nó không có một hộp gạo nào hết. Thì như vậy chúng ta sẽ chết đói cũng vậy đó. Chúng ta biết làm cho cái nội tâm này không có bị rai rứt bởi ác pháp thì tốt rồi đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải làm sao để mình hưởng được cái quả dị thục của thiện pháp nữa kìa. Còn nếu mà chúng ta bỏ trôi hết á, thiện pháp cũng không làm mà ác pháp thì lại làm, thì chúng ta bị hai cái nỗi ám ảnh, tức là bị nung nấu bởi hai điều, bị rai rứt rằng ta không làm điều thiện, bị rai rứt rằng ta đã làm điều ác. Còn khi mà chúng ta đã từ bỏ điều ác mà chúng ta làm thêm cái việc thiện nữa, thì như vậy chúng ta mỗi khi mà nghĩ tới ta đã từng làm thiện và ta đã không làm điều ác, nghĩ về tâm mình an lạc. Vì thế cho nên chúng ta phải hiểu giáo huấn của chư Phật ba điều: Sappapassakaranang kusalasa upasampada sacitta priyodapanang etam putthana sasanang. Không làm các việc ác, thực hiện các việc lành, trao dồi tâm trong sạch, đó là lời dạy, đó là lời Phật dạy, đó là lời Phật dạy. Chỉ tóm tắt ba điều đó. Không làm điều ác là một lẽ, mà phải biết làm điều lành. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn thêm một cái nữa là luôn luôn giữ tâm ý trong sạch, không bị tham quế nhiễm ám ảnh, không bị sân quế nhiễm ám ảnh, không bị si quế nhiễm ám ảnh. Như vậy là chúng ta sẽ được an nhiên tự tại. Bài học này, nếu một cái văn phong mà nó sáng nghĩa ra thì thưa quý vị, chúng ta đọc qua là chúng ta hiểu liền, khỏi cần phải giải thích dài dòng. Nhưng mà tương đối là khi trình bày như thế này, chắc có lẽ các Phật tử chúng ta hiểu rồi. Và từ nay về sau chúng ta cố gắng đừng để cho lương tâm chúng ta bị cắn rứt bởi đã làm điều ác và không làm điều lành. Chúng ta đừng để cho cái tâm bị cắn rứt như thế. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng chiều thứ bảy
về kinh tiểu bộ Itivuttaka. Và bây giờ thì xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng. Nam mô Bụt Thầy. Và tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp về đề của ta sắp bằng bồ đà nữ pha quê nữ sa đa sa thi không quanh tu tề và qua tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp về đề của ta sắp bằng hàm ma nữ pha quê nữ sa đa sa thi không quanh tu tề và qua tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp về đề của ta sắp bằng sang kha nữ pha quê nữ sa đa sa thi không quanh tu tề. Tất cả phương pháp hằng có nên người cầu xin chư thiên hậu trì nên người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ca sự thành lợi thường thường nên người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức, Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Dạ đề quá ta, sân ti huy hà ra hoa si ni thu bê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ga ron tê tha quy hà ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sắp ba na bu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ya ni ya ni căn tham ma wa rằng ba ti cha te sắp bề pi đúc khát sa kha rôn tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc vô quá a tha gia cha hi ta gia cha âm hề ra khan tu sắc thẩm mô sắp bề pi tham ma cha ri nô bút thi thiêm sâm bá ni ya ma tham ma ri ya ba huệ đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.